Cô ba chào các con cùng đại gia đình nha. Các con nhìn về cái những cái bí mà cô ba trồng để nấu sâm bí đao uống đó con. Trà sâm bí đao á, đây nè con. Những cái bí mắt, những cái ngon cực kỳ. Đây nữa nè, quay cái này nữa nè. Đó, có một trái đầm treo leo già đó con. Mơ chiều thì cắt rồi cô. Các con ra coi cô ba trồng dưa leo nha. Đây nè các con, cô ba trồng dưa leo nè, thấy kinh ghê chưa. Đó, đây nữa nè, còn kia trái nữa kìa, nó ra mấy chục trái luôn á các con. À, còn căng thôi mà ổ qua không có trái nào. Rồi bây giờ cô ba cắt nha. Cái này là bẻ bông này nha con, nhà quê là cô ba cắt á, là cô ba gọi là bẻ bông đầu tiên á. Đó, được hai trái rồi, trái này chắc cũng già luôn rồi. Cắt luôn đi, cho cái ở trên nó ra. Ngon quá các con ơi. Còn trái này là chưa cắt được, còn non lắm. Đây, ba trái dưa leo nha. Cưng lắm các con ơi. Giờ mình cắt lá chanh nha các con. Vô để mình hấp gà nha. Này cô trồng toàn là để cho người nó gai dữ lắm. Chào đại gia đình cùng các con, các cháu nha. Với chị hôm nay cô Ba Vlog sẽ trở lại với cái video clip của mình là các con biết làm cái món gì hay không các con. À, đây là một con gà. Cô Ba chuẩn bị nướng muối hộp, ủ muối hộp nha các con nha. Gà này là 1,5 kg nha con. 130.000 ký gà ta, là con gà này gần 200.000. À, cùng một mớ sả nha con. À, lá chanh, rau răm, bịch muối hộp của mình là 1 kg. Đây là cô ba mua cái nồi hồ lô nha, nồi bự nhất, để cô ba hấp con gà cho nó thoáng, lấy ra lấy vô cho nó dễ nha con. Ồ đây nè con, coi trăm nè, 120.000 cái nồi này. Cô ba đổ nước, cô ba nấu từ trưa giờ nó còn có một chút nè. Bây giờ cô ba bắt hành đổ ra nha. À, các con nhìn thấy cái nồi khổng lồ không? Đây là mới xả, cô ba tập hết những cái phần này. Rồi bây giờ mình trải với cái nồi nha con nha. Để ra đi, xong rồi mình rửa con gà mình tới tính tiếp ha. Cắt banh một đoạn nhỏ thôi nha các con. Rồi mò trong này đã khẩu cái đùm môi ra. Đây rau răm với lá chanh nha các con. Rồi bây giờ mình chỉ lá xả và rau răm chỉ xả nha con nha. Mình dòm vô đây mình không cần phải có gia vị muối mắm gì hết, tại vì mình lấy chất ngọt thiên nhiên nha con. Chất ngọt thiên nhiên của con gà với lại cái động tác mà muối hộp của mình nó rỉ ra nó sẽ thấm vô tới bên trong. Cái này mình để cho nó thơm thôi. Mình không ớt gì hết, có nghĩa là mình nướng nguyên thủy con gà luôn.
Đây là bịch muối hộp 1 kg nha các con. Chừng khoảng 7 lạng. Các con nhìn thấy không? Đó, ngon quá ngon. Rồi, bây giờ mình cho con gà nằm vô nha các con. Cái nồi này nó rộng, mình có thể thỉnh thoảng mình trở gà được. Các con nhìn thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Mình cho lên đây một lớp muối nữa. Tức là ở dưới nó có hơi, nó xông lên mùi muối. Còn ở trên mình nhỏ xuống mới là quan trọng nha con. Trên nhỏ xuống rất là ngon. Mình bỏ như vậy thì nó thấm vô cái con gà mà. Con gà mình không ngớt gia vị không gì hết. Mình lấy cái cảnh thiên nhiên thì cái muối hộp mình rút vô con gà rất là ngon nha các con nha. Rồi bây giờ mình cho phần rau răm vô. Mỗi cái mùi thơm nó khác nhau. Lá chanh thơm khác, rau răm thơm khác. Nhưng mà hai cái mùi này sắp lại thì thôi con gà mình nó ngon còn gì bằng. Cái nhờ cái chất trên này nó tiết xuống nha các con nha. Lá chuối mình đậy lại nha con. Mình đậy mình dễ dở, mình có, cũng có giấy bạc. Nhưng mà mình đợi cái này thì mình dễ dở hơn. Xong rồi. Mình sẽ đặt cái nồi khổng lồ gạo muối lên nha. Mình đặt cái nồi khổng lồ lên nha con nha. Chút than nó cháy rồi nó xịp xuống. Thì mình lật nửa cái nắp lại cho con. Đó, vậy là chắc ăn nhất. Rồi. Mình đã sắp sửa chín rồi nha con. Sắp sửa 45 phút rồi, giờ mình làm được chấm nha. Cái chân mình thơm cực kỳ. Mình phải cho nó nát ra hết. Rồi bây giờ tất cả mình cho ra dĩa nha con. Cái chân mình phải cho nó giặt nha. Miếng tiêu nha con. Rồi mình cho một muỗng muối này vô nha con. Một muỗng này. À, thêm một tí nữa đi. Muỗng muối ớt nha con nha. Rồi bịch. Rồi giờ mình đem ra ngoài mình khui cái nồi gà mình ra nha con. 45 phút rồi. Khui con gà ra nha các con. Tại vì con gà này là mình gọi là giống như hấp muối chứ không phải nướng muối. Thì chưa chắc gì nó đã vàng vậy con. Chứ mình không có ớt gia vị mình nướng thiên nhiên nữa nó sẽ trắng á. Rồi nó thơm các con, nó thơm. Nó thơm lá chanh rau răm đực nằm luôn. Nó ngon quá, nó sẽ chín rồi đây. Chín dữ lắm rồi các con ơi. Sắp lên thời gian. Nóng cực kỳ luôn á thiệt. Trời ơi, các con nhìn thấy con gà cực kỳ ngon. Thơm, thơm nức nở luôn á. Những cái hạt muối hộp như vậy nhưng mà nó không có mặn nha con. Rất là ngon, trời ơi, nó thơm lắm các con ơi. Bây giờ xin chào đại gia đình cùng các con các cháu nha. Với chị hôm nay bây giờ 4 giờ mấy rồi. Thành con gà này 45 phút nha các con các cháu. Cùng đại gia đình của mình bây giờ nó đã kết thúc, nó chín rồi. Tại vì con gà này hầm muối hộp, rau răm đồ các cái.
nó ngọt bạn cảnh thiên nhiên thôi. Bây giờ cô ba mời đại gia đình ha, cùng các con cái cháu cùng ăn với cô ba, rất là hữu tình, rất là thú vị, ngon tuyệt vời của con gà nướng nồi. Ồ, cái chân nó ráo, nó chuẩn bị vàng rồi các con, bà không thể vàng nổi, tại vì nó có cái hơi không mà làm sao nó vàng nổi. Là chén muối ớt xả tắc nha. Trời ơi, cô ba mời các con nè. Ngon, ô là ngon, những cái lá chanh nó dập dập ra nó thơm. Gà nó ngon các con. Mình thắp muối như vậy mà không mặn nha các con nha. Đây là cái đùi gà khổng lồ của con gà ta, 1,5 kg nha các con nha. Rất là ngon, nó chín mà nó bung thịt bung thà ra hết rồi. Bây giờ mình tiến hành mình ăn. Các con ăn với cô ba nha, cùng đại gia đình nha. Nó ngon. Nó ngọt mà nó thơm quá. Ngon quá đại gia đình mình ơi. Phải nói là ngon cực kỳ. Hôm nay là mình nướng con gà này mình ăn, không phải nướng mà mình ủ muối hộp. Rất là ngon. Cho nên cô ba rất là thích thú. Ngồi ở ngoài vườn này các con thấy mồ hôi mồ kê đổ mà hơi khói nó lên mịt mù hết. Với lại cô ba có cái này muốn nói với các con nè. Tới đây là cái kênh của cô ba đó. Cô ba có lên để bán những cái món mà mấy món để cô ba quyết định, cô ba lên thì có gì các con các cháu ủng hộ cùng cô ba nha. Dạ. Các con các cháu tới đây là cô ba muốn là mình cái kênh của cô ba đăng lên để cô ba bán, một là lẩu gà ức hiểm, hai là mề non sạc mề xào trứng non, cánh gà chiên nước mắm. Các cháu thấy những cái món đó mình có thích thú không? Nếu thích thú là xong vài ngày để cô ba mở là nhớ ủng hộ cho cô ba vlog nha. Cô ba lên cái clip này, cái YouTube này á, để báo với các con các cháu là cô ba nấu tại nhà, bán tại nhà. Nếu các con các cháu nhắn qua cô ba thì cô ba sẽ giao shipper tới nhà nha các con các cháu nha. Nhớ ủng hộ cô ba những cái món ăn tuyệt vời sau này. Cô ba cách vài ngày nữa thôi cô ba đã bán. Cô ba bán là cô ba báo tin cho các con các cháu cùng đại gia đình của mình biết để ủng hộ cùng cô ba vlog ha. Thôi bây giờ cô ba tiếp tới mời đại gia đình cùng các anh chị ăn. Con các cháu ăn, buổi chiều hôm nay cô ba mệt quá, cái lời nói của mình nó có vẻ như nó không dán gọn lắm nha các con nha. Các con thông cảm với cô ba đi, mệt quá, nóng quá các con ơi. Con gà nướng 45 phút. Rung cái chân cho đủ cặp, đừng rung tay rung chân đâu. Đến đây cô ba xin tạm dừng cái video của mình. Cô ba xin chào đại gia đình cùng các con các cháu có một buổi chiều vui vẻ, khỏe mạnh ha. Cô ba xin chào.